Đây con kìa. Hello mọi người, hôm nay Yến sẽ làm clip nhanh cho mọi người cái màu mới ha. Muốn giới thiệu mọi người đó chính là màu mới của Bonneville T120 nha. Màu đỏ trắng. Thường thường Yến hay hỏi, Yến hay nói với mọi người là T120 nó sẽ có hai bản, bản Black và bản Chrome. Thì hôm nay bây giờ bản Chrome mới cập đến được nè. Tại bữa giờ là hết hàng luôn. Thì Yến có con màu đen máy Chrome. Con này là có giá là 579 triệu nha. Còn đây là con màu màu đỏ trắng bản Chrome. Màu này là màu mới 2025 luôn. Nhờ camera quay lại cho mấy anh em xem được cái màu mới của con Bonneville T120 này. Đó, nó có ba màu luôn nè, trắng, xám, đỏ. Con này nó sẽ mắc hơn con màu đen một chút. 585 triệu 600 á. Màu này. Trời ơi, cái máy rôm rất là đẹp luôn nha mọi người. Trời ơi, vừa cập bến luôn, xe còn để yên trên đây luôn, là quay review cho mọi người liền luôn. Cũng không biết là cái trạng đó đời mới nó có cải cách gì không mà sao mình chắc nó nhẹ quá, hay là do mình ăn sáng ta. Đó. Thật ra là trọng lượng xăng nhớt cho con này luôn là 226 kg. Cập bến rồi nha mọi người, nhớ tới Trium quận 7 để xem màu mới nha của Bonneville T120 nha. Con này cũng 2025 luôn. Màu đen 2025 luôn nha, không có con nào mà đắt cũ hết. Hình như mấy con đắt cũ hình như là bên Yến bán hết rồi. Giờ tất cả xe mới bên Trium quận 7 luôn là đều 2025 hết. Đó, màu này màu đen nha. Anh chị em nào vừa rồi mà hỏi Yến màu đen mà chưa có hàng á thì đây. À, có hàng đây. Còn muốn mà sặc sỡ hoặc là màu sắc rực rỡ thì đây màu đỏ trắng nha, ở ngoài nhìn đẹp cực kỳ nha, sang cực kỳ luôn. Rồi anh chị em nào mà cần Bonneville T120 muốn xe có liền để đi chơi trung thu liên hệ với Yến nha. Rồi, số 3 Nguyễn Lương Bằng quận 7, showroom nằm ngay đây.